mang đề tài MU online quen thuộc và đầy hấp dẫn, MU vô song còn sở hữu những hình ảnh chân thực và đẹp mắt thiết kế bởi engine Unity 3D tân tiến thế hệ 5 với nhiều đột phá, kèm theo đó là gameplay mang phong cách cổ điển cùng hệ thống chiến đấu rực lửa hút hồn game thủ. Đến với MU vô song, hẳn người chơi sẽ phần nào cảm nhận được ở đâu đó một bóng hình của MU online khi xưa. Phủ trên mình một màu sắc huyền bí tăm tối, người chơi sẽ trở thành một chiến binh trong trò chơi với khả năng sức mạnh vốn có của mình. Nhiệm vụ của bạn là giải cứu thế giới này khỏi bóng đen bao trùm từ những con quỷ khát máu. Với hình ảnh và âm thanh vô cùng sắc nét, kết hợp với những màn chiến đấu đặc sắc mang phong cách phương Tây cổ đại, lực lượng thần bí có thể được coi như là một phiên bản Diablo Mobile hoàn toàn mới, đem lại cho người chơi những trải nghiệm vô cùng lý thú. Thiên tử Mobile chắc chắn sẽ không khiến các gamer phải thất vọng với cảnh vật sơn thủy hữu tình, chất lượng đồ họa, âm nhạc cũng như thao tác đều sẽ khiến người chơi phải đắm chìm trong một thế giới vừa ảo vừa thực. Gameplay quốc chiến là một nội dung quan trọng của Thiên tử Mobile. Lần đầu tiên, trận quốc chiến hàng ngàn người quy mô khổng lồ sẽ được chuyển thể thành công từ bản PC lên mobile, tái hiện khung cảnh chiến đấu vừa đẫm máu lại vừa hào hùng sôi sục. Bên cạnh đó, những nâng cấp toàn diện và thiết kế mới mẻ nâng cao những tính năng hiệu ứng của game, giúp các game thủ có thể kiến ra lập quốc, chinh đông phạt bắc, nhất thống thiên hạ. Với sự trở lại hoàn toàn mới mang nhiều đột phá, thì Vân Trung Ca 2D đã có một bước chuyển mình lớn khi ra mắt phiên bản 3D cùng với đồ họa đẹp tuyệt vời, phong cách chiến đấu hoàn toàn mới với những trận chiến PvP cực gay cấn và hấp dẫn. Với vô vàn những hệ thống tính năng được cách tân một cách hoàn toàn sáng tạo, kết hợp với cốt truyện chuyển thể từ bộ phim truyền hình nổi tiếng, những gì mà Vân Trung Ca 3D đang đạt được là điều hoàn toàn xứng đáng. Chắc hẳn chủ đề kiếm hiệp Kim Dung vẫn luôn là một chủ đề vô cùng nóng bỏng và hấp dẫn người chơi, khi mà còn rất nhiều tựa game mang đề tài này hiện nay vẫn đang làm mưa làm gió ở thị trường game châu Á. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, cái tên mà chắc chắn chỉ cần nhắc đến là bất cứ game thủ nào cũng sẽ nghĩ ngay tới cặp vợ chồng Quách Đại Hiệp và Hoàng Bang Chủ Anh Hùng Trượng Nghĩa, Thiên Hạ Ngũ Tuyệt, Đồng Tả Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông, Thất Tử Toàn Chân, Giang Nam Thất Quái. Tất cả những điều trên sẽ được truyền tải tới game thủ thông qua tựa game 3D với đồ họa và gameplay cực hấp dẫn này.